Trương Nghệ Mưu, đạo diễn vô ảnh cuối cùng công khai hình ảnh hạnh phúc bên vợ trẻ và ba con. 8 năm sau lùm xùm vi phạm chính sách một con, trong tiệc sinh nhật tuổi 71 của vị đạo diễn người Trung Quốc, vợ chồng ông đã tự tin đăng bài hình ảnh của cả ba người con. Mới đây, đạo diễn Trương Nghệ Mưu và người vợ thứ hai của ông, cô Trần Đình đã cùng xuất hiện trong một bức ảnh gia đình. Những bức ảnh được cô Trần Đình đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cho thấy cả gia đình đang cùng tổ chức buổi liên hoan mừng sinh nhật tuổi 71 của vị đạo diễn nổi tiếng. Ngày 2 tháng 4 vừa qua chính là sinh nhật của Trương Nghệ Mưu. Cùng ở bên đón sinh nhật với đạo diễn Trương là vợ, con trai lớn và con gái út. Chia sẻ bên những bức ảnh, cô Trần Đình viết: "Đây là phần thưởng dành cho những nỗ lực chăm chỉ, chúng ta cùng cắt bánh và rồi cùng lại tiếp tục nỗ lực lao động, học tập, chúc mừng sinh nhật anh." Trong ảnh, người con trai thứ hai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Trương Nhất Định, xuất hiện qua cuộc gọi video. Hiện tại, cậu thiếu niên này đang du học. Ở bên Trương Nghệ Mưu là con trai lớn, Trương Nhất Nam và con gái út là Trương Nhất Kiều. Qua bức ảnh có thể cảm nhận thấy các thành viên trong gia đình đạo diễn Trương Nghệ Mưu đều đang rất vui vẻ. Bên cạnh bánh sinh nhật, đạo diễn Trương còn được vợ nấu tặng một bát mì trường thọ với hàm ý mong vị đạo diễn khỏe mạnh, sống lâu bên vợ con. Định kỳ vào các dịp nghỉ lễ dài ngày, con trai thứ hai của đạo diễn Trương vẫn thường trở về đoàn tụ với gia đình. Những bức ảnh cả nhà cùng sum họp được cô Trần Đình đăng tải trên mạng xã hội khá cởi mở. Trong giới làm phim Hoa ngữ, đạo diễn Trương Nghệ Mưu hiện 71 tuổi và đạo diễn Trương Kỷ Trung hiện 70 tuổi, tốt nghiệp cùng khóa tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được biết tới là hai đạo diễn tài năng, nổi tiếng và đều có vợ trẻ kém họ tới 31 tuổi. Cả hai người đều thể hiện mình rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân thứ hai, bất chấp sự khác biệt về tuổi tác với vợ. Trải qua cuộc hôn nhân đầu không con cái, đến cuộc hôn nhân thứ hai, đạo diễn Trương Kỷ Trung mới trải nghiệm hạnh phúc làm cha. Trong khi đó, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã có một cô con gái từ cuộc hôn nhân đầu. Đến cuộc hôn nhân thứ hai, ông có thêm 3 người con. Hồi năm 2013, thông tin về việc đạo diễn Trương có nhiều con, vi phạm chính sách một con được áp dụng tại Trung Quốc lúc bấy giờ đã lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc khi ấy đã thu hút sự quan tâm lớn của cả giới truyền thông quốc tế, bởi đạo diễn Trương Nghệ Mưu vốn là một nhân vật được giới làm phim quốc tế biết đến. Trong thực tế, đạo diễn Trương đã kết hôn với cô Trần Đình, vốn là một vũ công, từ năm 2011. Sau đó họ lần lượt chào đón 3 người con ra đời. Thông tin về đạo diễn Trương lan truyền trên mạng xã hội rất rầm rộ hồi năm 2013. Trước sức ép lớn của dư luận, đại diện của đạo diễn Trương đã lên tiếng xác nhận về việc ông và người vợ hiện tại thực sự đã có 3 người con chung. Đầu năm 2014, nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu ông Trương nộp phạt số tiền là 7,48 triệu tệ, tương đương với hơn 26 tỷ đồng vì vi phạm quy định về kế hoạch hóa gia đình và gây nên những hệ lụy trong dư luận xã hội. Ngay sau đó, ông Trương đã nộp phạt đầy đủ. Đến năm 2015, chính sách một con được nhà chức trách Trung Quốc gỡ bỏ. Kể từ sau đó, vợ đạo diễn Trương dần chia sẻ nhiều khoảnh khắc gia đình hơn. Trước Trần Đình, Trương Nghệ Mưu từng trải qua cuộc hôn nhân 10 năm với người vợ đầu tiên là Tiêu Hoa và có chung một con gái tên Trương Mạt. Cô Trương Mạt hiện cũng đã có gia đình riêng, thực tế cô đang trong cuộc hôn nhân thứ hai. Trương Mạt không xuất hiện nhiều trong các bức ảnh gia đình của cha và giữ cho mình một hướng đi độc lập trong sự nghiệp làm phim của bản thân. Cho tới giờ, cô cũng đã có được những dấu ấn nhất định. Ông cũng tốn không ít giấy mực của báo chí vì mối tình ngang trái và sâu đậm với nữ diễn viên cùng lợi. Cặp đạo diễn, diễn viên nổi tiếng gắn bó suốt 8 năm, cùng nhau thăng hoa trong tình yêu lẫn điện ảnh, nhưng cuối cùng không đi đến kết cục viên mãn. Trương Nghệ Mưu sinh năm 1950. Ông là đạo diễn tài danh bậc nhất làng điện ảnh Hoa ngữ trong nhiều thập niên qua. Nhà làm phim 70 tuổi ghi dấu ấn trên màn ảnh trong nước đến quốc tế với loạt tác phẩm nổi tiếng như Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện, Phải sống, Hoàng Kim Giáp, Thập diện Mai Phục, Anh hùng, Vô ảnh. Hôm 27 tháng 1, ông vừa trình làng phim điện ảnh mới One Second.